cậu tôi nên nhận ra cậu sớm hơn mới đúng ô quá cậu đang ở đâu mau xuất hiện trước mặt tôi đi cậu đợi tôi một chút tôi sẽ lập tức tới ngay ô quân à ô quân à cho hỏi Ủa? Ủa? có gặp chủ nhiệm công hay không chủ nhiệm công sao quá ờ, chúng tôi không có gặp <laughs> Ngay cả một tên mù cũng cần nhìn rõ hơn tôi nữa sao quân à Thành thật xin lỗi cậu phải đánh, cô, ]�ch cô cô một một phải Tôi phải đánh chết cô Đánh cô là đồ xấu sao Cô là xấu xa Tôi đánh chết cô Đánh chết à, tôi, tôi cô nè Cô ra Mẹ ơi Mẹ à, ơi Đúng rồi Mình nói Mình sẽ đợi cậu ấy ở chỗ mình chết à. À, mình đang à? Mẹ ơi Mẹ ơi chuyện lớn rồi bà của con bị ngất xỉu rồi mẹ ơi bà của con bị sốt rất cao bây giờ có phải tính làm sao làm sao đây á mẹ ơi con nói gì vậy về nhà mau đừng có khóc nữa mau lên có chuyện gì vậy mình còn tưởng là cậu ấy đã gặp được sao quân rồi chứ nếu cậu ấy biết hết thì mình tính làm sao đây Tài xế, dạ, cứ mặc kệ hắn, vượt qua đi, dạ. Xe phía trước, lập tức ngừng lại. Xe phía trước, lập tức ngừng lại. Mau ngừng xe lại đi. Chúng ta vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông dí theo. Hờ. À cảnh sát sao xe phía trước lập tức ngừng lại tóc vào bên lề ê nhất tình nhiệm vụ hoàn thành kết quả giám định các người nhớ phải đưa lẹ cho tôi phải đưa luôn phiếu cho chúng tôi nữa mau bỏ vào trong xe đi rồi đưa lại vào kho hàng sao còn chưa tới nữa đừng nói là mình tới trễ đó nha cô ơi công viên sắp đóng cửa rồi tôi cần phải đứng ở đây để đợi một người cho tôi đợi thêm một chút nữa đi chú mau lên nghe ờ chú ạ à. dạ thưa chủ tịch dạ con phụ trách ở công trường kiến trúc sư ô sang. Sang. Ừ, ừ. con sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho chủ tịch con nhất định sẽ làm cho ông hài lòng ừ, ngồi đi ồ <laughs> ờ. sao quan tới rồi hả con dạ. Dạ con chào chủ tịch ạ à. Công trình của tôi cô phải chịu trách nhiệm tới cùng đó ừ. Chủ tịch ạ à? Ông coi Trong bản thiết kế cũ Phần này sửa lại một chút có được không ông Vì chỗ này là trung tâm của tòa kiến trúc Nếu có gì khác biệt so với cái khác thì sẽ tốt hơn Hơn nữa cũng rất khoáng đảng nữa Ờ à, tổ trưởng ồ Con đang nói cái gì vậy Sao lại thay đổi bản thiết kế Ờ à, thật là ngại quá Quyết định cuối cùng cứ giao cho cung sao quan đi tôi không có ý kiến dạ biết chủ tịch chủ nhiệm cung tôi muốn nhờ cô làm giùm tôi một chuyện nhờ con hả ừ con đã kêu mẹ lại bệnh viện mấy ngày rồi sao mẹ cố chấp quá vậy hả thấy tôi còn sống nhận rằng vậy cô tức lắm có phải không sao mẹ lại nói với con như vậy hả mẹ từ năm con 8 tuổi con đã coi mẹ là mẹ ruột của con rồi Mẹ vừa là mẹ của con vừa là thượng đế của con Sao con à Gặp được bạn con chưa Là ố con có phải không Dạ chưa Con đứng đợi cả tiếng mà cũng không thấy cậu ấy đâu hết Tôi biết ngay sẽ như vậy mà Mới nghe đã biết nói đùa rồi Cậu còn tin nữa Thời buổi này có nhiều người xấu lắm đó Nhưng mà mẹ nghe giọng nói có vẻ thật lòng muốn tìm con lắm Chừng nào gọi tới nữa mẹ nhớ hỏi địa chỉ nha mẹ Còn phải nói cậu ấy biết số điện thoại của con nữa đó mẹ Mẹ biết rồi mẹ sẽ nói cho nó biết mà hay sang à cô định ra ngoài hả dạ ờ dạ con có một cuộc hẹn quan trọng thưa mẹ con đi nha ờ được đừng về trễ quá dạ con ăn cơm tối chưa con cũng muốn thay đồ xong rồi đi ra ngoài liền chủ tịch của tập đoàn môn xin có nhờ con tham gia một buổi tiệc dùng cho ông ấy đó mẹ đi dự tiệc vậy con phải nhớ ăn mặc đẹp một chút còn còn trẻ đẹp vậy mà mẹ không thấy con sửa soạn gì hết đã dạ đời. mời vào trong qua đã đứng lại đứng lại cô có biết chỗ này chỉ có khách vip có thiệp mời thì mới được vào hay không hả không có phải mèo chó gì cũng vào được đâu còn gì thì đứng ở đây làm cái gì vậy hả không lẽ gì đi theo dõi tôi sao là giám đốc Cang trang Bin đích thân mời tôi tới đây đó cho nên dì mau tránh ra đi cô làm ơn tránh xa chàng bin đi cô chỉ là một hạt cát trên sa mạc thôi mà cũng dám đèo bồng gã vào gia đình giàu có hả nếu còn biết xấu hổ thì mau cút đi người mà không được mời tôi thấy hình như là gì thì đúng hơn đó tôi không có rảnh đâu mà đi nói chuyện với loại người thô lỗ không có ăn học giống như gì thô lỗ con nhỏ đẹp điên rồi sao vậy hả Người đâu? Nhớ kỹ bản mặt của nó, không được cho nó vào hội trường có biết không? Hôm nay là một ngày quan trọng tới cỡ nào, tôi không cho cô vào gây rối đâu. Bà thím kia đứng lại. Không được vào trong. Hai người này dám làm cái gì vậy? Mới bị lớn nó không coi ai ra gì, Ai vậy? Không lẽ là cổ? Cơm sao quan? Cô chính là cơm sao quanh thiệt hả? Tôi là tôi chứ còn thiệt hay giả cái gì nữa hả? À, nhưng mà... Nhìn cô không giống cơm sao quanh mà tôi đã quen. Ngày thường cô hay ăn mặc, lôi thôi lít thích. Sao hôm nay sửa soạn đẹp quá vậy? Còn đánh son đỏ nữa chứ. Bộ đồ... <laughs> gì vậy? Đừng có nhìn nữa. Ừ, cô mặc đồ nổi như vậy, bộ không phải muốn người ta nhìn hả? Không ngờ con người cô cũng thích được người ta chú ý quá hả? Còn ngồi xe đẹp tới nữa chứ. Bộ cô tới đây coi mắt hả? Tôi có coi mắt hay không thì mặc kệ tôi đi. Tôi bận lắm, tránh ra. Khoan đã. Đây là hoạt động của tập đoàn bô gâm chúng tôi. Cô tới đây làm gì hả? Không lẽ... Cô tới đây gặp tôi à? Tập đoàn bô gâm hả? Tôi nghe nói công ty thời trang không lẽ là công ty con của các người hả không biết mà còn dám tới đây nữa cô đúng là thiếu hiểu biết mà sao lại chửi tôi chứ ơi à, trời lạnh vậy mà mặc cái váy ngắn ngủng mà cô coi chừng làm hư mắt <laughs> người ta giờ đó thôi khỏi đi tôi không lạnh đâu trả nè cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không vậy ơi cũng phải chắc đây không phải lần đầu tiên mà cô mặc váy bởi vì cô đâu còn cảm thấy ngại ngùng gì nữa đâu Đúng không Anh nói nhiều thiệt luôn á Sao gọi hoài không được vậy chứ Đó là ai vậy Còn mời cả sao quân tới đây nữa sao Alo Cô là ai làm gì tìm tôi hoài vậy? Có phải chú là Kim Hun không? Xin chào, chào mọi người, thành thật cảm, cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới đây để tham, tham gia buổi tiệc của công ty, công ty chúng tôi. Tôi, tôi, tôi là Kang Dan người phụ trách, trách hoạt động của ngày hôm nay. <laughs> chúng tôi, tôi đã kết hợp giữa sự quyến rũ và thời trang trong từng trang, trang phục để bộc lộ sự nữ tính, gợi cảm, thời thượng của phụ nữ Hàn Quốc chúng ta. Chị Dê à, coi giùm mẹ chủ tập đoàn muôn xin ở đâu hả ổng không có tối được và bây giờ, giờ mình đã kêu người khác cho thai ổng rồi, xin được phép bắt đầu, bắt đầu. mẹ 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 cô gái ngồi kế bên chăn pin là ai vậy mặc váy đỏ đó phải đó mẹ mới gặp lần đầu tiên rốt cuộc con nhỏ đó là ai mà đứa con trai thích sạch sẽ của mẹ lại đưa cái khăn của nó cho cổ vậy tại sao cô cứ đi tìm tôi hoài vậy không thấy qua ngủ sao lúc cô như diện viện biết bị sập ông gì gánh tội thay cho chủ tịch kang man hu nên mới bị bắt ngồi tù, tôi đã biết hết rồi. Không có được nhận tiền bồi thường thích đáng mà còn bị điều tới một chỗ thiệt xa để làm nữa chứ. Rốt cuộc cô đã biết cái gì hả? Tôi đã biết hết tất cả nỗi quan ức mà ông phải chịu đựng rồi. Rốt cuộc ông Đi... sợ cái gì mà phải trốn chui trốn nhủi như vậy? Người nên sợ không phải là chủ tịch Kang Man Hu đã phạm tội hay sao? Nhưng hắn sẽ không tha cho tôi đâu. Thật ra thì cha mẹ của tôi cũng vì chủ tịch can manh hu mà phải chịu oan ức sau đó qua đời luôn rồi tôi cầu xin chú hãy giúp tôi đi có được không chú chú cũng không thể nào sống cả đời như vậy được có chắc là cô bảo đảm sẽ bảo vệ được tôi không <laughs> chú hãy tin tôi đi Kim Hunsik, ông có trong đó không vậy? Ê, rốt cuộc, hắn đi đâu rồi chứ? Hắn từng xuất hiện ở Seoul thiệt sao? Dạ, tôi cũng đã điều tra rõ rồi. Hắn đã trở về đây. Ê, tôi đã kêu hắn trốn rồi mà. Có phải là hết tiền rồi không? Ê, đúng là phiền phức quá mà. Chuyện nhỏ như vậy cũng bắt tôi phải nhung tay vào. Trời ơi! Ờ. <laughs> đừng để tôi gặp được. Cha, người may mắn đầu tiên của chúng ta sẽ là ai đây, ai đây, ai đây? Số 2, thành thật chúc mừng. Phúc Là mình. Xin mời lên sân khấu. dạ yeah, có phải đẹp, đẹp lắm đẹp đẹp không đẹp xin cho một chào tháp ây xin cảm ơn mọi người ạ à. cổ có phải là người của tập đoàn Moon sinh không hồi nãy không phải của thai chủ tịch nguyên gốc nhiều tiền lắm hay sao không lẽ là cháu gái của ổng trước giờ đâu có xuất hiện cho dù phải mình cũng không biết rốt cuộc chuyện này là sao chứ cổ mà là bạn gái của Trang bim ấy vậy thì tốt quá rồi còn gì ờ nó cũng phải ha con gái nhà giàu nhìn vô là thấy khác liền coi cao quý ghê chưa nếu chàng viên nhà mình mà trở thành cháu rể của tập đoàn Ngung Sinh Thì hai đứa con như sức lấy chồng giàu <laughs> Đau quá mẹ ơi Ông Kim Hôn Sinh à, à, đã, gì vậy? Nào, bu ra, bu ra, bu à, 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 à. Trưởng phòng Kim Lâu quá không gặp à. Sao về Seoul mà không nói với tôi một tiếng nào hết vậy Dạ dạ tôi xin lỗi chủ tịch tại tôi bị bệnh tiểu đường nên mới về đây để khám bệnh họ nói có lẽ tôi sẽ bị mù nên tôi mới về đây để kiểm tra mắt của anh bị mù không phải chỉ vì tiểu đường đâu nếu như anh muốn dùng đôi mắt đó để nhìn thế giới thì tốt nhất anh hãy câm cái miệng của mình sống đi về đây làm gì không lẽ anh còn muốn hẹn hò với ai sao không phải không phải đâu anh đi gặp người nào nói những chuyện gì đều là quyền tự do của anh nhưng mà nếu nhìn dám lộ ra chuyện gì tới lúc đó tôi cũng không đảm bảo được an toàn của anh đâu ừ. anh nhớ chục kỹ đi à. Ừ. Coi bộ con nhỏ ô hê sang đó, vẫn chưa gặp được hắn thì phải. <laughs> Cô như chuyện gươm bích bị sập, đều là tại, tại vì can manh hu, hắn nói quốc tế thiếu nhi, để nhất phương nhân sẽ tới tham dự. Cho nên dù là trời mưa, cũng cưỡng ép mọi người phải thi công, nhưng mà sau đó lại đổ hết mọi tội lỗi cho tôi, sau đó còn hứa sẽ cho tôi một số tiền mà cả đời tôi không cần phải lo cảm ơn ông gia chủ tịch vì để tôi nhớ được chuyện này có cái này rồi nó sẽ giúp cho tôi chiếm được trái tim của can chan bin một cách dễ dàng hơn <laughs> à, chan bin à hôm nay tôi có chuyện đột xuất nên không thể tới dự tiệc được rồi Xin lỗi nha. Ờ. Đúng rồi. Nãy giờ tôi cũng quên gọi cô. Hôm nay chúng ta không có gặp nhau rồi. Hay là ngày mai chúng ta cùng nhau đi leo núi đi có được không? Tập thể dục xong chúng ta đi ăn sáng luôn, tôi mời. Ngày mai là sinh nhật bà tôi, chắc không đi được rồi. À. Sinh nhật của bà anh hả? Đây là đâu vậy? À, bây giờ không tiện nói chuyện Mai tôi gọi lại cho cô nha Vậy rồi hả? Alo, chào Bina à? Ngủ mà ngay thấy ghê à Làm tôi không thể nào lái xe được luôn á Sao anh không gọi tôi vậy chứ? Anh thấy tôi ngủ kiểu đó chắc sợ lắm có phải không? Trả nè Tôi đi ha sau này làm ơn mặc dù giải chút đi tôi cho cô mặc thiếu giải về hồi nào hôm nay cô đẹp lắm đó cô có biết không <laughs> không thể tiếp tục như vậy được phải ra tay từ người nhà của anh ta trước mới được ông đã tới. Bữa sáng đã chuẩn bị xong chưa? Dạ xong rồi, ngày nào cũng nấu hết. Hôm nay tôi còn nấu món canh rong biển nữa. Không được để con gái tôi đói. Bữa cơm phải phong phú một chút. Để lúc nào về nó cũng được ăn hết. Ôi căn nhà này phải trống rỗng tới chừng nào đây? Ba đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đợi con về. Cho tới chết ba cũng không bỏ cuộc. <laughs> やった mẹ ơi sao bà con lại không khỏe hả bà đang ngủ sai lắm mẹ cũng về phòng ngủ đi còn vậy làm sao mà ngủ được mẹ hồi nãy em mơ thấy giấc mơ đẹp hả sao con thấy mẹ ngủ còn cười nữa à đó là gì mẹ mơ thấy mẹ được mặc một cái đầm đẹp tới một căn nhà đẹp giống y như là lâu đài vậy đó ở đó còn có một cái giường hoa rất là đẹp mẹ vẫn còn nhớ rất kỹ Mẹ tưởng mẹ là công chúa lọ lem hả? <laughs> Chỉ là mơ thôi, công chúa là ước mơ của mẹ mà. <laughs> cô hãy tới chùa Bô đi, đưa qua cho một người tên là Kim Hye Sun. Tôi mong cô đi ngay bây giờ. Henderson, Kim Hye Sun. Tại sao mình phải tới đó chứ? Alo. Chào buổi sáng mẹ của Tê -hi. Mẹ của Tê -hi là ai vậy? À, đau lòng chết được. Cô quên giọng nói của tôi nhanh dữ vậy? Tôi đang ở trước cửa nhà cô nè. Trước cửa nhà hả? Ủa, Ủa? Ủa? Sao, sao cô lại nghe điện thoại của tôi chứ? Tôi cũng đang định hỏi anh đây nè. Sao anh biết số điện thoại của tôi hả? Người từ sáng tới chiều gửi tin nhắn cho tôi là anh có phải không? Lạ thiệt nha. Rõ ràng mẹ của tôi hi cho tôi số này mà. Đừng có lấy lúc đi theo tôi nữa. Có gì cứ gọi cho tôi đi. Không lẽ... Nhìn là đã biết, cậu ấy không ưa anh rồi, nên mới cho số điện thoại của tôi chứ gì. Ủa? Hai người làm gì vậy? Hả? Tôi đang định hỏi anh ở đây làm gì á. Mới sáng sớm thì đã muốn theo đuôi tôi rồi, có đúng không? Cô nói ai đi theo đuôi ai hả? Mau trả lại cái khăn đó đi. Cái khăn hả? tôi để quên ở trong nhà rồi nhưng mà anh tới đây vì cái khăn đó thôi đó hả đừng có nói nhà anh chỉ có một cái khăn thôi nha tôi ghét nhất là đồ của tôi mà để ở chỗ của người ta đó có phải là cô cố ý nhiều cái khăn của tôi làm cũ riêng hay không vậy gì chứ trí tưởng tượng của anh đúng là phong phú thiệt luôn á Hê sang nói muốn tới nhà anh để ra mắt anh làm bạn trai mà vậy đó hả tới nhà hắn ra mắt hả Hê sang đó hả cũng đâu có gì đặc biệt để làm đâu Chỗ đó Có thể nói là một khu rừng Dễ vào mà khó ra Cô muốn đi làm phải không? Dù gì cũng tới đây rồi Tôi đưa cô đi làm luôn Thôi khỏi đi Hả? Cũng tại nói chuyện với anh mà tôi trễ giờ rồi đây nè Thiệt là ngại quá Anh Có thể đưa tôi tới trạm xe biết được không vậy? Ừ, dù gì tôi cũng phải đi về tôi chở cô luôn cảm ơn anh ha nè khoan đi đã hả cô là con gái mà sao có thể leo lên xe người ta như vậy chứ mau xuống cho tôi hắn sẽ chở cô đem đi bán đó cũng đâu có sao đâu tạm biệt ha tạm tạm biệt hả nè khoan đỡ khoan đỡ khoan đỡ nè 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 vậy chứ còn dám ôm nhau nữa hả ơ ơ ơ Ai tới giờ này vậy? <laughs> Trời ơi! Ng người này là ai vậy? <laughs> dạ xin chào! Con là bạn của Trang Trang Bin đi! Ủa, Ô hay sao? Chào cả nhà! Rất vui được gặp mọi người! <laughs> Con là bạn của Trang Bin đi! Con tên là Ô He Sang. Hai người không phải là bạn gái cũ của Trang Bin hay sao hả? Hai người tới đây để làm gì vậy hả? Vậy chứ còn con nhỏ sao chổi này tới nhà của người ta để làm gì hả? Ừ, nhà người ta cái gì chứ? Chúng tôi chính là chị của Can Chang Bin đây. Đây là nhà của chúng tôi đó. Chị hả? Nói thiệt sao? Cái gì? Là chị thiệt hả? <laughs> ờ, còn... Còn bà thím này nữa. Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? thấy bà Thím thô lỗ không có ăn học để xuất hiện ở trong nhà Trang Bin nên ngạc nhiên lắm hả? đừng nói cô tới đây ra mắt nha, tôi không có nhận đâu. tại sao gì lại ở trong nhà của Trang Bin vậy hả? bởi vì tôi chính là mẹ của Trang Bin. bộ cô không biết là Trang Bin còn có mẹ hả? mẹ, mẹ của Trang Bin. nói chung gia đình của chúng tôi phức tạp lắm nên cô đừng có đeo theo Trang Bin nữa, bỏ ý định đó đi một con nhỏ vừa xấu tính vừa dữ dằn như cô thì đừng có hòng làm con dâu của tôi cô nghe rõ chưa con thấy hình như là gì đã có chút hiểu lầm về con rồi đó thật ra con với trang bin yêu thương nhau dữ lắm mẹ còn nữa nha em chào hai chị xin lỗi mọi người nha à, con con tặng cho mẹ tôi bị dị ứng với quà bỏ đi <laughs> Làm cái gì mà ồn ào quá trời vậy ờ, Sao lại là cô ở đây hả Nó là con nhỏ đó có phải không Dạ con chào bà Con chúc bà sinh nhật vui vẻ Con nghe Trang Bi nói hôm nay là sinh nhật của bà Nên con có mua quà tới đây cho bà đó Bà coi con có mua bánh kem và Mấy đồ dùng ra mừng sinh nhật cho bà đây nè Úi, Trời cái gì vậy Cô cố tình vụ tôi ăn mấy món đồ ngọt này có phải không Cô có biết ăn mấy cái này mập muốn chết hay không vậy hả? <laughs> Thì răng bà cũng sắp rụng hết rồi. Ăn xong rồi thay răng luôn đi. Ôi ừ, trời ơi, mấy đứa coi mấy con cá này đây nè. Nhìn khô queo khô gắt thế mà ghê à. Tặng cá tươi không tặng, lại đi tặng cá khô. Thịt cá tươi ngon biết mấy. Tại sao nó lại tặng cái này? Nó muốn bà ăn mặn để lên tăng sông hay sao đây không biết nữa à? Ừ, trời ơi. À, ừ. Cổ muốn bà chết sớm chút xíu đó bà ơi. Ừ, trời thiệt tình dạ cái áo này đẹp lắm ô trời ôi trời đất ơi bây giờ đâu phải là thời chiến tranh đâu chứ bộ bây giờ còn có người mặc mấy kiểu giống giày nữa hay sao ôi trời thiệt tình bộ cô muốn tôi nóng chết hay sao đây trước giờ mẹ chồng tôi để ý tới cách ăn ừ. mặc lắm trời đất ơi giải gì mà dày dữ vậy ư ừ, trời ơi thầy ớn luôn nhị nhị nhưng mà con thấy hợp với bà lắm thưa bà thôi cô đừng có nói nữa đậy lại đi bà ơi, cái này ăn ngon lắm luôn đó bà. Mẹ, con tới rồi, con đã tìm được con gái của mình rồi mẹ. Lúc mà con gặp được nó, con thấy vui lắm mẹ. Nhưng càng nhìn nó thì con càng nhớ mẹ. Nếu mẹ còn sống. Chắc mẹ sẽ thương nó lắm Nhưng mà lúc đó Con thật sự không biết Ủa? Chị Đức Gia à? ờ sao con sao con sao con lại ở đây hả có người nhờ con đem bó hoa này tới đây ừ nghe nói người nhận tên là kim he sun chắc là bà ấy rồi bà ấy đẹp thì mẹ nó chính là cháu gái của mẹ sao cô mẹ cũng muốn gặp nó lắm phải không mẹ cảm ơn mẹ đã luôn bảo vệ cho nó nhưng mà sao đúng lúc gì cũng có mặt ở đây vậy hả gì à, à. hôm nay là ngày giỗ của mẹ gì Hèn chi con thấy gì có vẻ đau lòng lắm. Dì đừng có buồn nữa nha dì. Được. Cảm ơn con. Chỗ này là chỗ mà hồi nhỏ dì với mẹ của dì hay tới. Cũng một thời gian rồi, dì không có quay lại chỗ này. Trên đó có tên của gì nữa kìa Cây này lúc dì học tiểu học Dì với mẹ đã cùng nhau trồng nó Lúc đó là lúc dì thấy hạnh phúc nhất Nhưng bây giờ chỉ còn lại Cái cây này với dì thôi Coi bộ cha mẹ của dì đã qua đời từ rất sớm Dì nhớ họ lắm có phải vậy không? Điều khiến cho dì nhớ nhất Không phải là ngày tháng hạnh phúc mà là những lúc mẹ gì nổi giận với gì Đẹp lắm có đúng không Con đeo nó thử đi đưa tay cho mẹ Con không cần nó đâu mẹ à Mẹ làm ơn tỉnh táo lại đi mà mẹ Con mệt mỏi lắm rồi mẹ Sao mẹ cứ gây chuyện Làm con bị mẹ chồng la vậy Con đừng có giận mà Gương mặt xinh đẹp của con đáng sợ quá Mẹ đã sai rồi Con tha thứ cho mẹ đi cha Lúc đó Dì cũng không ngờ mẹ của dì lại bỏ dì mà đi nhanh như vậy. Dì mà nằm mơ gặp mẹ của dì, thì dì rất muốn nói tiếng xin lỗi bà ấy. Chưa bao giờ dì mơ thấy bà ấy. Bây giờ mẹ, cô còn ghét con nữa không mẹ? Chắc đã tha lỗi cho dì rồi. Ba diện trưởng của con đã từng nói là không có cha mẹ nào giận con của mình hết. Hey, sao mà đi nhanh vậy? làm từ nãy tới giờ mình hối hả chạy qua đi. ô, ô minh hô sao anh lại tới đây anh có tư cách gì mà tới cúng bái mẹ vợ của tôi chứ tôi tới để gặp người thầy mà tôi kính trọng nhất ở trên đời này anh mau tránh ra đi ê đúng là điên thiệt tới giờ mà còn chưa quên được cổ muốn bám theo cổ nữa có phải không anh rốt cuộc tới chừng nào thì anh mới chịu tha cho vợ chồng tôi đi? sao anh cứ sống như vậy hoài vậy ô minh hô phải đó tới giờ tôi vẫn còn chưa quên được mối tình đó bởi vậy tôi cũng không bao giờ quên được chuyện của cô như diện vào 17 năm về trước. Sẽ có ngày tôi làm sáng tỏ chuyện này. Đừng tưởng là anh có thể che giấu được sự thật. Bộ vợ của anh cũng biết chuyện này luôn sao? Tự nhiên tôi lại rất muốn biết nếu vợ của anh biết chuyện suýt chút nữa anh trở thành chồng người khác thì cô sẽ có cảm giác gì? Tôi thấy tôi không cần phải trả lời câu hỏi này của anh. Ê, thiệt là. Giờ này là giờ gì rồi còn nhắc tới chuyện cu gì diện chứ? Có phải là Ô Hê Sang đã nói gì với hắn rồi không? Ê, thiệt <laughs> tình à, gia đình gì kỳ vậy? Rốt cuộc can trang pin đâu mà không thấy mặt mũi gì hết trơn là sao? xe của mình đâu rồi cái gì vậy nè Ớ, xe của tôi xe tôi đừng kéo đi mà nè đừng kéo đi ôi trời ơi cái gì vậy sao mà xui xẻo dữ vậy nè ngạc nhiên lắm phải không ai biểu đậu xe trái phép ở nhà người ta làm gì nên tôi báo cảnh sát đó cô mau về nhà chuẩn bị tiền phạt đi là vừa nè <laughs> vậy <Yeah. Yeah. Yeah. cười> sao anh biết tôi ở đây hay quá vậy có phải là cô muốn đi làm không nhưng xe bị kéo đi rồi sợ cô bị đi trễ giờ làm mới chở cô đi thôi có phải anh theo dõi tôi cả ngày hay không anh không có chuyện gì để làm hết hả anh tưởng anh làm như vậy thì tôi sẽ có chút tình cảm nào với anh hay sao nghe nói cô tới đây ra mắt làm gì mà giận dữ vậy? Nếu cô muốn trút giận vào tôi thì cũng không sao đâu. Đừng có tới đây nữa, tôi sẽ ghen thiệt đó. À. Nè. Chà. Sắp trễ giờ làm rồi, ôm chắc một chút nha. Sao không chạy tới trước cửa luôn? Bộ anh tưởng tôi sẽ cho người ta thấy tôi ngồi trên chiếc xe cà tàng này của anh đó hả? Tiền xe của anh là bao nhiêu vậy để tôi trả luôn cho? Tiền xe thì... Chỉ có thể dùng số điện thoại của cô để trả thôi chứ tôi không cần tiền đâu, Hay Sang. Đừng đưa số điện thoại của người khác giống lần trước. Vậy sẽ làm phiền người ta lắm đó. Có biết không hả? được chưa hình như bắt cô trả nhiều quá thì phải sau này tôi sẽ chở cô thêm mấy chuyến nữa thôi đủ rồi tôi không cần anh chở đâu anh biến đi giùm tôi nhưng tôi rất ghét nhận của người ta nhiều quá là số điện thoại của tôi đó tôi tên là chu se hun hãy à nhớ cho kỹ nghe chà chu xê hút sao tự nhiên lại nghe lời của hắn ta làm gì chứ ô ừ, quân à bộ cậu tử là cả đời tôi sẽ không biết chủ nhiệm công sao quân là ai hả lần này cậu lại muốn dùng lời nói dối gì để gạt tôi đi? Kim hay sao tôi đã biểu cậu đừng có nói dối tôi nữa đâu mà xin lỗi ô quân à mình tỉnh lại đi <laughs> là cậu cướp đi ba mẹ của sa quân cướp hết mọi thứ của cậu ấy cậu cậu nói vậy là sao không phải không phải như vậy đâu người mà lúc đó tới cô như vậy đòi dẫn cậu đi bộ không phải là ba ruột của sa quân hay sao sau khi cậu nghe viện trưởng nói mấy lời đó xong thì điên cuồng bỏ chạy đi ba viện trưởng thì chết tôi thì cũng biến mất. <laughs> Bộ cậu tưởng cậu bước được vào nhà đó mà không có ai biết gì hết thì sẽ được sống hạnh phúc cả đời hay sao? Trời ơi! Bây giờ cậu phát hiện tôi vẫn còn sống có phải là lúc cậu tức lắm không? Bởi vậy rõ ràng là sao quan vẫn còn sống đang ở bên cạnh cậu mà cậu lại nói là cậu ấy đã chết hả? Không phải! <laughs> Tại vì cô như chuyện bị sập nên họ không chịu nhận nuôi tôi nữa. Sau đó tôi được một nhà khác nhận nuôi tôi thôi cậu làm ơn tin tôi đi ô quân à chỉ cần dùng cái này thì sẽ biết được ngay cậu có nói thật hay không cái này phải đó đây là cái áo mà sa quân đã mặc lúc bị người ta bỏ rơi bây giờ tôi sẽ cầm nó đi tìm ba cậu hỏi cho rõ nếu ông ấy đúng thật là ba của sa quân thì sẽ nhận ra cái áo này ngay. Còn nữa nha, ở trên này cũng có theo hai chữ hê sang, tức là sao quang bây giờ. Tôi sẽ nói rõ cho ông biết hết. Ô quân à, tôi cầu xin cậu. Đều là lỗi của tôi hết. Cậu kêu tôi làm gì cũng được hết. Xin cậu hãy giả bộ như không biết đi. Tôi tôi hứa là tôi sẽ nuôi sống, nuôi sống cả nhà của cậu luôn. Tôi còn cho, còn cho mấy đứa con của cậu đi học nữa. Bởi vậy, tôi cầu xin cậu, xin cậu giả bộ như không biết gì hết đi. Cậu đừng có nói cho ba mẹ tôi biết mà. Hả? Tôi... Tôi cậu xin cậu đó, ông Quân à. Hả? Làm ơn đi mà. Cuối cùng vẫn là vì tiền. Bộ cậu tưởng là tôi sẽ chấp nhận vì tiền mà cậu sai gì thì tôi sẽ làm hết tất cả hay sao? Tôi sẽ không bán đứng người bạn thân của tôi đâu. Tôi đã nhìn lầm người rồi. Buông tay cho đã Cơm hay sao? Bộ mặt thật của cậu đã tới lúc dở ra rồi. Tôi phải cho họ biết hết chuyện này. Ô ừ, Quân, à. ừ, Quân à. đi đâu hết rồi hôm nay nhất định phải làm rõ mọi chuyện mới được. Dì lái xe cẩn thận nha gì. Biết rồi hôm nay cảm ơn con nhiều nha bữa khác gặp. Dạ con tạm biệt gì. Kim Sa Quân cậu đúng là nhiều trò thiệt đó cậu nói gì vậy? Nhiều trò gì chứ, cậu có ý với giám đốc càng trang pin có phải như vậy không? Tôi đã nói với cậu là chúng tôi đang quen nhau rồi, sao cậu còn dở trò sau lưng tôi như vậy nữa? Tại cậu có ý với trang pin nên mới cố tình lấy lòng mẹ của ảnh có phải không hả? Cái gì? Cậu đừng có nói chuyện quá đáng như vậy nữa. Ai, thiệt là, nó lại quên đồ nữa rồi. bộ cậu tưởng là cậu xứng với anh trang pin của tôi sao cậu biết rõ là tôi rất thích ảnh mà cậu còn lẫn dẫn trước mặt ảnh để làm cái gì vậy hả tôi đã nói rồi thật sự chúng tôi không hề có chuyện gì hết tôi cũng không biết tại sao cậu lại hiểu lầm tôi như vậy nữa hiểu lầm sao lần nào cậu cũng nói như vậy hết lúc nào cậu cũng giả bộ như không quan tâm tới giả bộ nhường cho tôi nhưng mà người cả chân tôi đắm sau lưng tôi chính là cậu cậu có biết cả đời này chuyện mà tôi hối hận nhất là gì không chính là dẫn cậu từ cô như vậy về nhà tôi ở hay sang à bây giờ tôi tôi thật sự rất rất hối hận nếu thời gian có thể quay lại thì tôi rất muốn trở về lúc đó tôi rất muốn quay lại cái ngày mà không có cậu ở trong nhà của tôi cậu có hiểu hay không hả sao cậu lại ghét tôi quá vậy rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà cậu ghét tôi chứ nếu như không có cậu thì tôi đâu phải sống khổ sở giống như bây giờ đâu Tất cả cũng tại cậu hết Tại cậu nên tôi mới phải sống trong địa ngục như vậy nè Cậu làm ơn cút khỏi cuộc đời của tôi dùm đi Làm ơn Thầy Sang à Cậu, cậu sao vậy Có phải có chuyện gì rồi không Phải không Hả? Cậu nói đi, vậy thì tôi mới giúp cho cậu được chứ Không cần cậu thương hại Chuyện này không liên quan tới cậu Thầy Sang à Sao nó lại nói như vậy thì ra, thì sang là hạng người này. Trong nhà có ai không? Là nhà của cơm Sa Quan có phải không? Sa Quan à, tôi là Ô Quan nè, còn có nhà hay không? sao con à tôi là ô quan đây chú ô quan, nhìn thấy tờ giấy này thì hãy tới công trường của tập đoàn môn si. vậy chúng ta sẽ không xa nhau nữa tôi sẽ đợi cậu tôi nhớ cậu lắm sao con si rô nhà tôi nó làm gì nữa hả tôi đã biểu nó cai cờ bạc rồi mà cậu nói dối có phải không Cậu chỉ là đang gạt chúng tôi thôi Cậu mau đi đi Tuyệt đối tôi không giao căn nhà này đâu Đi đi Chúng tôi không bao giờ tin cậu đâu Không có chuyện đó Bà ơi mà... cậu... Mà... Mà... cậu giết chết tôi mà... cho rồi đi Mẹ ơi Làm sao đây Mẹ mà... ơi Bây giờ đang vào mùa đông Nhà mình phải tính làm sao bây giờ Tất cả cũng tại mẹ hết Cũng tại vì mẹ vô dụng Nên bà mới coi thường mẹ Lấy hết mọi thứ trong nhà đi rồi đó Chỉ trời nhà bị mất Mà mẹ cũng không biết nữa Như vậy là sao hả cũng tại vì mẹ ngu quá Nên giờ mình mới ra đông nổi này nè Mi à Mi à Mẹ có lỗi với con Mẹ biết lỗi của mình rồi Mẹ đừng có nói gì nữa Mẹ mau đi tìm ba về đi Rồi đòi lại giấy tờ liền đi Nếu không thì Suốt cuộc đời này con cũng không bao giờ gặp mẹ nữa đâu Mày đang à Mày, mày mau đi tìm chồng của mày về đi Cho dù phải lượt tung sòng bài ở Hàn Quốc Cũng phải tìm ra chồng của mày về đây cho tao Mày đúng là đồ vô dụng mà Trời đất ơi, đi liền đi Mẹ ơi, là mẹ sao bình tôi tĩnh lại sống đi mẹ này? Trời đất ơi, mẹ ơi làm mẹ. sao đây chỗ đó là chỗ nào hả à, cho tôi biết chồng tôi ở đâu đi tôi còn xin chú mà chú nói cho tôi biết đi chú nói tôi biết chồng tôi ở đâu đi tôi không thể tôi không thể để mấy đứa con lang thang ngoài đầu đường xóm ở được đâu chú làm ơn hãy giúp cho tôi đi mà chú chú ơi làm ơn đi mà chú ơi Này nè làm gì vậy à, trời ra à, rồi đánh đi đánh đi quá trời đánh đi anh ơi anh ừ. có thấy chồng tôi ở đâu không nè trời ơi Thế tránh ra đi đang cô... thua mà hỏi hỏi gì đánh bài mà anh làm gì vậy tôi, 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 tôi làm gì vậy quay với chồng của tôi ra ngoài đây, con Hồi, ơi. đi đi ngoài. đi 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 anh làm ơn trời đi ơi, thiệt đi mà trời ơi đâu mày anh ơi anh đi. làm ơn tìm chồng tôi giùm tôi có được không trời ơi chồng của cô lại Đến ra đi cũng hên thiệt ha chắc là họ sẽ không có một chút nghi ngờ mấy cái này là tranh gì hơn nữa cũng vừa mới kết thúc sự điều tra về cung sao quan Cơm xa quân Hừm. Cô nhi viện gâm biết, Nó cũng là đứa trong cô nhi viện đó sao Dạ Sau khi chỗ đó bị sập Thì cổ được giám đốc Ominho đưa về nhà nuôi cho tới bây giờ Tôi không có chính thức nhận nuôi Nhưng cũng không khác gì là con ruột <laughs> Ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong Mà muốn nuôi con giùm người khác nữa sao Đúng là không giống ai hết mà Thì hey, thiệt tình Cô là... Là con gái bạn em Bữa nay con bé cùng mẹ đến buổi họp mặt Bộ em đã làm gì sai sao Thật không ngờ Cô chính là vợ của Ô Minh Hồ. Vợ của tôi Bây giờ đang ở đâu Từ từ ăn nha Con đã nghe lời ba tạm thời treo nó ở một nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy. đợi ngày mà Sa Quan lấy lại được tập đoàn vô Gum thì bức tranh đó chắc chắn sẽ được treo ở đại sảnh của tập đoàn vô Gum. Bà tin con đi, ngày đó sẽ không còn xa nữa. Bà phản đối còn sửa bản thiết kế, cứ làm y như thiết kế ban đầu đi. Ba. Còn Sa Quan nữa, lần này ba cấm con ra vào công trường. Con có lòng tin mình sẽ làm thật tốt mà ba Thời gian qua bộ con bị thương còn chưa đủ hay sao Con đừng có nói nhiều nữa Đức thì Đức chết đi được à Biết rõ là cái nào tốt nhất Mà vẫn không cho mình làm sao Tôi cũng đồng ý với quyết định của chú Tôi đã mắt nhắm mắt mở chuyện cậu đi vào công trường rồi Cậu cũng phải làm gì cho tôi đi chứ tôi từng đi du học tây ban nha mà không lẽ ngay cả một bản thiết kế mà tôi cũng không sửa được sao nhưng mà người phụ trách thiết kế này chính là tôi cho nên lần này cậu phải nghe theo lời của tôi <laughs> bây giờ ông nói gì tôi cũng làm hết tại tôi không muốn mấy đứa con của tôi bị chết đói cậu vừa lười biếng vừa không thật thà bởi vậy nên tôi mới đuổi việc cậu cũng không thể không báo trước cho tôi biết chứ có ai mà đuổi việc giống như ông đâu nói đuổi là đuổi liền vậy hả cũng phải báo trước một tháng chứ Ờ, à, biết rồi Chê Hy Tôi sẽ gọi lại cho cô Ờ, à, giờ này Anh về có chuyện gì sao? Bộ không khỏe hả? Anh nghe nói là em Là bạn thân của vợ tên Ô Min Hồ đó Có thật không? Người phụ nữ mà hôm đó Dẫn theo một con bé tên là Kim Sa Quân Chính là vợ của Ô Min Hồ phải không? Sau đó giờ em không nói cho anh biết. Anh cũng chưa hề nghe em nhắc là Ô Minh Hô cưới bạn thân của em. Ờ, chuyện đó cũng đâu có gì đáng giấu. Cô chỉ là bạn hồi học tiểu học của em thôi. Có cần thiết phải nói cho anh biết chuyện này không? <laughs> Công nhận em nghĩ chuyện này đơn giản thiệt. Nè, quan hệ của em và Ô Minh Hô, nếu cô biết thì sao đây? Cô có thể dễ dàng chấp nhận em như vậy không? Vậy thì anh đừng nói. Coi như... Vợ anh, cầu xin anh đi được không? Sao lại không nói được? Bố em sợ anh nói ra sẽ phá hoại gia đình của hắn. Hay là sợ ô minh hô của em phải khó xử chứ? Chị Hê không hề biết chuyện gì hết. Em nghĩ mình không cần thiết phải nói ra quan hệ của em với anh Minh Hô. Dù gì cũng đã qua hai mươi mấy năm rồi. Anh Minh Hô, anh Minh Hô, anh Minh Hô, anh Minh Hô đừng có nhắc nữa. Cái tên dơ bẩn tại sao thằng khốn đó? Năm nào cũng tới cúng bái mẹ của em, đây là bằng chứng chứng tỏ là hắn còn tình cảm với em, vẫn còn nhớ em, em cũng biết sao, và em cũng còn nhớ tới hắn. Tại vì, lúc nào, anh cũng coi ba mẹ em là người thầy mà anh kính trọng nhất. nữa, bản thân của cô, mà cô cũng có thể gạt một thời gian dài như vậy, huống chi là người chồng này. Có lẽ cô là người có một khả năng diễn xuất rất tuyệt vời mà ngay cả tôi cũng không nhận ra là cô đang nói dối có đúng không <laughs> sao mà ăn có một mình vậy không có bạn hả đã mấy giờ rồi gì ơi gì ừ, thiệt ngại quá dù cho con thêm kim chi cà rốt được không gì gì làm ngon thiệt luôn á dạo này cà rốt mắc như thịt vậy đó à, vậy sao à, vậy thì cho con thêm chút canh giá cũng được thêm một chút là được rồi phải đó thì làm sao đây hồi nãy tôi đã cho người khách cuối cùng hết nước canh đó luôn rồi bữa khác đi nha à, dạ cũng được không sao đâu gì dì. dì ơi tính tiền đi được quán ăn gì mà kỳ vậy khách xin thêm có chút xíu mà cũng không thèm cho nữa là sao mình mà lại chủ nhà này mình sẽ đuổi bà thím đó đi ngay ừ. dì ơi cậu gọi tôi hả nhận ra tôi không Đừng nói chuyện ngăn hạn vậy Hả không Cứ nói chuyện với tôi tự nhiên Nhưng mà dì đừng có Nói chuyện với cổ như vậy Tại vì cổ không phải là người làm của dì Hôm nay nhà bếp có bao nhiêu cà rốt Có bao nhiêu giá nữa Hả Mấy cái này là gì vậy hả dì Con ăn hết cơm rồi Đừng có hỏi nhiều mau ăn hết đi À không từ từ ăn đi Cô cứ ăn tự nhiên á Ăn đi ăn đi à, Tại vì à, cậu trai trẻ ở bên kia nói là cô muốn ăn gì thì cứ làm cho cô không giới hạn cậu ấy còn cho tôi tiền nữa à? đi đâu rồi hả cậu trai trẻ nào nè khoai lan kênh kim chi hả, hả? mô tô ở đâu ra vậy anh đúng là giàu thiệt, muốn mua mô tô là mua liền hả? Nè, qua đây. Tôi chạy nhanh lắm đó nha. Nhớ phải ôm chặt tôi đó. Yeah! Vụ cậu tưởng là cậu xứng với anh Trang Bin của tôi sao? Cậu biết rõ là tôi thích ảnh mà, còn lẫn dở trước mặt anh để làm gì? Trang Bin à, anh đang quen với Hê Sang mà. Tại sao anh cứ đi theo tôi hoài như vậy hả? Hê Sang nói vậy hả? nói chúng tôi quen nhau sao <laughs> thiệt là ngại quá nhưng mà người tôi thích là một người khác cho dù người mà anh thích có phải là he sang hay không tôi cũng không quan tâm đâu anh đừng có chọc ghẹo tôi nữa tôi không giống anh mới ra đời thì đã ngậm chìa khóa vàng rồi nè cô đi thiệt đó hả lên xe đi nè cơm xe quên gì vậy nè thì... ơi làm hết hồn mà đồ quỷ nè ôi sao mở không được vậy nè tuy là tôi không biết tại sao ông chủ chịu mướn anh lại từ đầu nhưng mà anh phải liệu hồn đó nếu không thì tôi sẽ đuổi anh nữa đây là bản thiết kế tôi mới vừa sửa được nội dung trong ngày hôm nay phải làm cho xong cái này vậy là phải đập cái tường đó ra có biết vậy nguy hiểm lắm không ông chủ đã cho phép chưa vậy trời <laughs> nguy hiểm lắm không có làm được đâu cô hai ơi cô suy nghĩ cho kỹ đi nghe hỏi ông chủ lại đi bộ anh quên tôi là người phụ trách công trường này rồi hay sao vậy tôi kêu anh làm cái gì thì anh cứ làm theo cái đó thôi nếu anh không muốn bị đuổi nữa lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao đây cô gan quá vậy ờ à, không phải không phải, không phải. Dù gì cũng có cổ chịu trách nhiệm rồi, mình dựa vào đâu mà không làm chứ. Dù sao chống đối với cổ cũng không có lợi ích gì. Phải rồi, kêu làm á, thì tôi làm thôi. Nè mọi người, qua đây đi. Là chủ tịch Kang Man-hu có phải không? Tôi là phóng viên Đô Hồng Bút tôi đang điều tra Kim Hun Sít, người có liên quan tới vụ cô như diện gâm bít đó. Kim Hun Sít. Ờ, à, tôi nhớ rồi. Nhưng mà bộ có chuyện gì hả? Tôi nghe nói dạo này Kim Hoi Xích muốn nói ra sự thật của vụ đó. Ông có biết chuyện này không vậy? à hắn là một tên tội phạm. Ai mà lại đi tin lời của hắn chứ? Nếu cậu có chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi thư ký của tôi đi. hey chuyện này là sao đây? Sao phóng viên lại biết số điện thoại của mình được chứ? Ê, chủ tịch à? Trưởng phòng Kim Hôn Xích Tôi gọi hoài cũng không bắt máy Chắc là hắn đã bỏ trốn rồi Cái gì Cậu canh chừng hắn kêu gì vậy Hắn mà đi nói lung tung Thì cậu có biết sẽ có hậu quả gì hay không hả Sắp xảy ra chuyện rồi Mau gọi điện cho ô hê sang đi Hẹn nó gặp mặt nhanh lên đi Mau gọi cho nó đi Dạ chủ tịch Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc Dạ không gọi được Hình như cố tình không nghe đó Ê à, trời ơi Mấy chỗ mà Ohesan hay tới, chỉ có công trường hay là văn phòng, trong vòng 10 phút phải tìm cho bằng được nó. Mau lên! Chú Tây Đa, bắt đầu đứng ngồi không yên rồi sao? Nhưng mà tôi đã hết cách rồi. Nếu người ta biết Sa Quân là con ruột, trước sau gì tôi cũng bị đuổi khỏi nhà thôi. Nên hy vọng duy nhất của tôi chỉ còn cách lợi dụng can gian biên. Không biết hắn lại muốn dở đòi gì nữa làm ơn đi đừng để Di hê gặp chuyện gì ờ à, cô tìm chủ nhiệm cưm có phải không phải bây giờ chủ nhiệm cưm ở đâu đang ở công trường của tập đoàn môn xin muốn gặp thì qua đó đi à, thành thật cảm ơn anh à, cảm ơn anh nhiều à, sao quân à cậu nhất định phải chờ tôi tới <laughs> chủ nhiệm mà tôi tan ca trước nha dạ anh về trước đi cực cho anh quá rồi dạ con nghe nè gì sao con à dì vừa mới về nhà thấy trước cửa có một tờ giấy nhỏ để tên là ô con hình như đang tìm con đó chu ô con đúng không ờ, dì ơi bây giờ con sẽ về ngay con nhận ra chữ ô Quang. con con nhìn sao sẽ biết ngay mà nhưng mà con làm xong chuyện chưa ờ, vẫn còn một chút lát nữa ờ, ở, lát nữa về làm cũng được dạ trời ơi làm hết hồn có chuyện gì gấp mà chưa dọn dẹp xong hết thì đã đi rồi chứ cơm sao quân không lẽ không lẽ nó đi gặp ô quân rồi sao chính là cậu ấy đúng là nét chữ của ô quân rồi sao quân à tôi là ô quân đây Chú ô quân nhìn thấy tờ giấy này thì hãy tới công trường của tập đoàn môn xin vậy chúng ta sẽ không xa nhau nữa tôi sẽ đợi cậu tôi nhớ cậu lắm sao quân công trường của tập đoàn môn xin bây giờ ô quân đang ở công trường của chúng ta đó gì phải đó dì cũng thấy lạ lắm sao nó lại biết con làm ở đó chứ <laughs> gì à Cô phải trở về đó ngay, tôi phải gặp Âu Quân trước. Chủ tịch bận rộn lắm mà, sao rảnh rỗi tới tham quan công trường của chúng tôi vậy? Bộ ông có chuyện gì gấp cần phải gặp tôi hay sao? Tôi nghe nói là sáng nay cô đem một đống đồ tới nhà của tôi để ra mắt, có phải không? Có phải cô muốn ở sau lưng tôi? Nhân lúc tôi không để ý rồi muốn đánh lén tôi không? Cô! Rốt cuộc đang muốn dở trò gì? Nếu như muốn đánh lén chủ tịch thiệt thì tôi đã ra tay từ lâu lắm rồi. Cho dù trong tay tôi đang nắm giữ bằng chứng liên quan tới vụ cô như diện bị sập, tôi cũng đâu có nói với ai đâu. Là bởi vì chủ tịch là ba của người mà tôi rất yêu thương mà. Thì ra là cô si tình với con trai tôi vậy thì xin lỗi cô cô hãy từ bỏ ý định đối với chan pin đi chú từng hứa với tôi là sẽ không ngăn cấm tôi quen với can chan Bin mà tưởng là tôi sẽ để cho bom hẹn giờ như cô trong nhà sao cô hãy tỉnh lại đi tình yêu và tham vọng cô chỉ có thể chọn một thứ thôi cùm hê sang bộ cô tưởng tôi không biết cô là con ruột của hắn sao Cả tôi mà cô cũng dám đe dọa hả? Hình như chủ tịch cũng đã xem thường một đứa con gái như tôi quá rồi đó. Lừa gạt tất cả mọi người, chú ăn xén ăn bớt nguyên liệu xây cô như diễn mới hại chết nhiều đứa bé tới như vậy. Tính ra thì tội nào mới lớn hơn đây? Cái gì? Chú chủ tịch à? Chú đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Bây giờ tôi mới hiểu được tâm trạng của trưởng phòng Kim Hun Sik. Cô nhị diện gương bít bị sập đều tại vì càng manh hù. Hắn nói quốc tế thiếu gì, để những phụ nhật sẽ tới tham dự, cho dù là trời mưa cũng cơn ép mọi người phải thi công. <laughs> mau đưa đi, đưa đi, đưa đi mau lên, đưa đi. Đưa <cười> <cười> thì ra cậu đúng là con ruột của ba diện trưởng đúng là tôi không có nhớ lầm mà ô quân ô quân à ai à, sao càng lúc càng phiền phức vậy chứ à, lại đại biểu nè con nhỏ kia đừng có lại gần tôi tôi không ngờ con người ông còn độc ác tàn nhẫn và xấu xa hơn cả ô hay sao nữa tôi đã nghe hết rồi thì ra ông chính là tên khốn làm cô di diện của chúng tôi đang nông nổi như bây giờ ông đã ông đã hại chết viện trưởng hiền lành của chúng tôi còn hại chết mấy đứa trẻ tội nghiệp vô tội ở đó nữa cái này chính là chứng cứ phạm tội có đúng không 我，萨了、oh,